Thế nó hoan là rồi đấy. Ta cứ đây bọn đi nào. Đường xả hết rồi các bạn ạ. Đây mình đang ở trong bản ruộng các bạn nhé. Nay mình vào thăm vợ chồng bà Hoan. Ai ơi, nào có khí thuật chùa ta linh nông lai đèo cô đi yêu nồng à. Mà dám mà ô dạ nào dạ phải không ạ dạ ô phân thấy không nhìn nọ hôm nay ở trong bản mưa rất là to này, ở ngoài chúng mình thì không thấy mưa, ở trong này mưa. Ô nhà kim mưa nằm non nằm có hình ở nó thì nó đây các bạn, nước cái khe suối chỉ nó nhỏ nhỏ thôi mà nước nó lên tận được. Đây và sát chân nhà đường đi rất là khó khăn này. Ngôi nhà của ông bà được xây dựng là năm 2018 do cái tập đoàn Vingroup Quý Thiện Tâm hỗ trợ nhà tình nghĩa. Phân pí quần này mày không thấy nó, pí này chẳng không thấy nó nắm nó. Hay mà có bay đồng tàu nó mình hen thôi.
văn non mà nằm tầng lá tầng phu mà tầng ma đó nhìn văn mà ê tấm mét ăn văn hít thì mình tầng khâu nhìn đâu ừ có gì mình mà chó gì mình đông tầng này rồi nó có bò bắt đông ngoài rồi mà muốn nằm nó có mì gì đó mì muốn thì thôi nhỉ sẵn mét luôn chắc pí này mình nhang non kiểu nó mắn nọ chẳng bán chắc nó kiểu mắn bay thừa mình nằm chắc bay nằm người mà nằm nên mà nó bay tầm tầm có sam câu này tầm nhén mình nó căng chống tầm nhén thôi mà nó gợi ý mà tao khó cũng khó phải khó mà nằm mà nó lái về đông xuống thấp này nó cười rất là gì nhà lái là ngỏ không à cái cánh là mại miếng này đâu. Ờ. Ô là mớ có siêu ấy cửu chân bình nó. Này. Ông năm nay đây là năm 2016 là 74 tuổi, ông năm nay 74 tuổi rồi. Chết đi. Chết dịp xỉ tuổi quá. Ông năm nay 74 tuổi nọ. Hả ông hàng dù rồi ní. Hàng dù còn nơi có khóc hàng dù. À. Mấy ngậu vừa là ăn mà luôn à. Mấy ngậu không phải ăn à. Ngầu anh, có rồi may mút rồi, tàng lắm, gần bằng một chiếc chắc qua rồi. À. Ừ. Tàng vất vả quá nọ, tàng mà hôi nọ. Ừ. Hết, có quả tàng, tàng, có con hố không ở đây ngoài à, tàng hố nhà phải. Tàng hố mà bay trường hả, bay nó quay bay, có phải là bay tàng ăn kéo hay đâu. Tiếp. Thấy chưa, ốc có mất khéo nhỉ? Có mất khéo ạ. Trong bản ruộng thì có 46 hộ dân nhưng mà ruộng các bạn có thể thấy là khe suối nhỏ thôi nhưng mà nó ở trước ở đây bên cái hướng mình chỉ là ruộng nhưng mà bây giờ nước nó sán bằng hết rồi các bạn ạ. Chấm chúng ta lấy nước mình cho xong mình quan quản cái trong mình quan quản cái quần chân gì đó quần quần mất bòn vào cái quần à phải không ra nhà ông bà hai gian trong bên trong này là bếp bà đang nấu cơm các bạn ạ. Em chuẩn bị cho lợn ăn. Xem bữa tối của ông bà nào, canh măng. Canh măng. Canh măng. Ừ. Trên này ấy. Hôm nay thì mình tranh thủ đi làm về mình phóng xe vào trong này thăm ông bà nha các bạn nhé. Ông bà thì sống một mình thôi. Đó thì bây giờ đang là mùa mưa nên là cái trận lũ vừa rồi thì nước đã xóa vào gần hết nhà các bạn. Đây này. Trước mặt nhà ông bà là cái khe suối nhỏ thôi nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là cái mực nước nó lên, mực nước lũ nó lên đến tận sát nhà luôn này. Đó. Thôi nha, cháu xin phép ông bà cháu về nhá. Cháu về bà nhá. Này.